đây. Sơn với Thủy Linh, Sơn Thủy Linh trước. Đi gia đình lớn, hai người lớn đi trước. Em đi trước rồi đi sau. Rồi vô tiên luôn vậy nè. Không phải cho mâm đi chứ. Để mâm đi sau, người lớn. Vậy sắp chung bỏ nó ra đây làm gì? Thì đang quay. Không như vậy giờ đi. Thôi nằm vô đi rồi chẳng cảm. Đi đâu? Đi từ đây. Trong cái gia đình với nhau thì hy vọng rằng cái tình cảm đó nó sẽ nối tiếp tốt đẹp. Chúng tôi sang thấy bắt ngắn vòng tay.
Dõi theo ta.